Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai vừa tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Hộ sinh 5 tháng 5 và 130 năm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5. Tại buổi lễ, lãnh đạo bệnh viện chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn, thầm lặng của các điều dưỡng nữ hộ sinh trong sự phát triển của bệnh viện và trong công tác chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Thạc sĩ Huỳnh Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Đồng Nai cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các điều dưỡng nữ hộ sinh. Mong muốn đội ngũ điều dưỡng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu để khẳng định vị thế của điều dưỡng nữ hộ sinh trong ngành y tế và trong xã hội. Dịp này, bệnh viện đã tổ chức cuộc thi văn nghệ biểu diễn thời trang tái chế với chủ đề ca ngợi ngành nghề, nét đẹp người điều dưỡng, sự phát triển của bệnh viện và truyền tải các thông điệp bảo vệ môi trường.